Dạ em xin chào tất cả các anh em ạ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video hôm nay là uh, video uh, số 697 và ngày 26 tháng 6 các anh nhé Hôm nay thì em sẽ có uh, một lô cần cho mình Cần câu thì em có là cần tay nè, cần uh, mini, cần hay chi, câu bè Hôm nay có rất là nhiều cần đắp khúc đẹp cho mình nhé Cần đẹp đẹp để cho mình Và cần cấm gốc ạ, à. cấm gốc cho cái đánh dít Cây này đánh lu gần cũng được Dạng uh, câu dít uh, lu lưu, biển câu dít và cấm gốc nhé câu đơn câu ngâm cũng được và sẽ có cần lua cần iso khoen lớn và khoen bé phía sau sẽ là à, cháu à, cái cán vợt và những cái cần tay thanh lý nhá và nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 giá bên em báo cho gồm phí ship phí ship mỗi cần là 40 nghìn anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship hoặc một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước bên em sẽ miễn phí ship nhá đấy bên em bán giá cạnh tranh rồi cho nên à, À, sẽ không có bao ship hoặc là giảm giá cái, cái cái tiền ship xuống uh, 20.000 được đâu các anh nhé các anh thông cảm giúp em rồi đầu tiên sẽ là một cây uh, cần câu tay có đi kèm cái túi già này. cần câu tay này là phôi phép cần nhật nha chiều dài của nó là 4m5 ngọn 0.9 ly cầm lượng 200g thu gọn là 57,5 cm chiều dài thu gọn đấy tay cầm được cuốn trị có nắp chụp có uh, túi cho mình đi kèm cái này phôi phép cả nha đây alo của nó quá wow, ok nhá alo nguyên bản alo cái, cái 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 ngọn của nó sẽ là ngọn đặc nhá ngọn đặc bốn mét năm cho cái này thì cái đầu của nó em sẽ buộc thêm anh nào lấy em sẽ buộc thêm chị gửi cho các anh nhá buộc thêm chị gửi cho các anh để các anh về các anh và thẹo vô là mình câu bình thường nhá cần này thì nó có chiều dài 4 mét năm và độ cứng của nó thì rơi tầm là tầm 3 đến 4 h các anh nha tầm 3.5 đến 4H cho mình. Mã số là 1, giá là 300 rưỡi. Số 1, 350 nghìn. Càng này đẹp. Rồi, mã số 2 là một cây cần lóng dài. Cây này đóng dài hàng nội đi Nhật Bản. Dài cũng 4.5 luôn. Và độ cứng của nó rơi tầm 3 đến 4 nha. Đây, Made in Japan có chữ đầy đủ. 4.5. Ngõn 0.7 ly, trọng lượng như là 168g. 168 g 168 cần có độ mới còn cao đây ngọn của cần đây ạ à. đây mời các anh xem nha Đấy, ngọn dài đẹp và đặt tháp cho mình đặt tháp nha đặt tháp long phụng độ cứng đưa tầm 3 đến 4 đây ngoại hình nè đẹp nha đẹp ở đâu có xước hư hại thì em báo ra cần thì nguyên vẹn hết các nhận hàng được kiểm tra cái này nó có ngọn càng là 0.7 ly, trọng lượng 168 g mã số 2. Giá cần cũng vậy luôn, 350 số 2, 350 000 Rồi. Mã số 3 là một cây cần mini, càng này carbon nhá. càng này các anh có thể đánh lưu được nhá, đánh lóc được. Chiều dài 1.8 độ cứng là 10, tay cầm cán mút, càng này full carbon. Cần mini thôi nhá, dàn khoen hạn, khoen dài ra và ngọn đặc càng này đánh lưu được nhá đánh lóc được càng mini Cầu đơn công ngâm được độ cứng 10 thì đánh lưu thì các anh rơi tầm là cứng l nhé. ngõ 1.2 ly trọng lượng 103 g thu gọn là 47 cm cây mini này có hãng là Suzumi và xuất xứ là China xuất nhật cho mình càng carbon mã số 3 giá 300 rưỡi số 3 350k số 4 sẽ là càng phíp nè cần phíp này của hãng Mardine Rosa Cái này trọng lượng nó cao bởi vì cái tay cầm nó bọc da và ốp kim loại cho mình Đấy, bọc da nhá. Càng này có chiều dài 2m7 cho các anh câu đơn ngâm lăng C Ngọn 2 chấm và trọng lượng 340g Thu gọn là 63cm Có một khen chạy bên trên Dạng khuyên đi kèm là khuyên hạng luôn Và nước sơn là màu uh, mực nha Nước sơn cần là màu mực Đấy, Cần này có chiều dài 2m7 Và lóng ngắn nha Độ cứng nó là độ cứng nảy Tầm là 20, 25, 30 nha Sẽ tầm đó, nó là độ cứng nảy <laughs> Mã số 4 Giá cần là 200 rưỡi Số 4, 250 nghìn Marine, cần phép của Nhật <laughs> Đây, cần đẹp nè, hay chi nè Hay chi này các anh câu bè câu, con mực nha, câu bè con mực Đánh tôm Càng hay chi này rất đẹp luôn NFT chiều dài 1m8 có tổng cộng 2 khúc và có hai ngọt có tem vàng đầy đủ cần Nhật Bản nhá, riêng Nhật Bản luôn phôi phíp càng đẹp nhá, cái này đẹp Rồi, độ mới rất cao dàn khoen Fuji loại xứ xám ngọn đặt thấp quá đẹp luôn rồi cái này em mời anh xem này. đấy alo nó hai cái alo bo chống độ đầy đủ bên trên luôn ngoại hình độ mới rất cao rồi và một ngọn là 0.9 ly, một ngọn là 1.5 ly, trọng lượng tổng thể ba cây là 188 g. Một cây độ cứng nó đưa tầm là 10 này, một cây độ cứng tầm 15 20 nhá. Bát Fuji khuyên Fuji luôn. Bát Fuji chữ vàng F6. Cần có mã số 5, giá 400, số 5 400 nha Hai ngọn. Rồi số 6, số 6 này. Số 6 là một cây câu bè rồi nhá. Cái này thì các anh đánh bè đánh cháp hành nâu gì là ngon nhá. Cháp hành nâu gì là ngon. Căn này thì cần trúc nghệ nhân cho mình. À, góc trúc và ngọn là ngọn đặc nhé. Nó có chiều dài là 1m8. Ngọn đặc. Bát Fuji FX5. Khuyên là khuyên hạng Khuyên giống uh, ngã và alo của nó là đầu bu Fuji. Loại xứ xám. Ngọn của nó ngắn thôi nhé. ngọn ngắn thôi. Dài 1m8. Này, khuyên alo nó nè. Đây, đầu bên trên nè. Có bo chống nổ đây. Không có sợ sự hư hại cái đầu nha. Rồi, cần có ngọn 1.3 trọng lượng 78 g. Mã số 6 giá 300. 6300 300 000 chút nghệ nhân nhập. Rồi, số 7 là một cây đai qua. cây đai qua này cho các anh câu đơn ngâm lăng xe thoải mái nè. Anh nào đánh ba tiêu á, cái ngọn của nó này nó nảy lên nha. Độ cứng nó rơi tầm là 60 80 cho mình, tầm 80 rồi nha. Đây, một cây đai qua 2,4 m bạn kodia xuống Nhật có tổng cộng à, 2 khúc và Chiều dài thu gọn là 126 cm có ghi sẵn. ngón cần sẽ là ngọn đặc, sợi thủy tinh đặc được gấp khúc à, được được cái gì? Đặt tháp. nhá, được tháp lại cho mình. Bát quặng Fuji nè, chữ vàng nè. Đế còn nguyên nè. Đấy, phôi Daiwa nhá, càng logo Daiwa. Phôi phíp. dàn khoen là Fuji loại sứ xám nhá, ở đây mình chích keo lại là ngon. Dàn khoen của nó nghiêng bạn hết. Bên trên thì nó còn ok rồi và cái ngọn của nó nè, em mời anh xem nha ở đây nó được thay thế thay thế một cái khoen là khoen ruby đỏ Đấy, người dùng cũ họ thay nha còn cái này semi chống ngộ đầy đủ luôn alo cũng là fuji rồi cần có ngọn 2.5 ly trọng lượng 418 g Mở số 7 giá 420 số 7 420 nghìn cần tuyệt luôn nhá cầu bền chắc mặt ờ. cái tiếp theo là một cây Daiwa Kenzaki ít khi có những dòng này lắm nha anh nào dùng Kinzaki qua thì biết rồi săn hàng luôn 2 m bảy cứng 80 cho cây này đai qua Kinzaki. Ờ uh, chiều dài thu gọn là 143 cm tổng là hai khúc nhá bắt đây tem vàng này. khuyên là khuyên Fuji biển khuyên còn ok vậy là ok rồi cũng chỉ chiếc keo tốt luôn bắt quặng Fuji rồi đây, đế quặng ok phôi là phôi ship chạy dày cho mình <laughs> nguyên dàn khoen quá tuyệt luôn cho các anh đánh săn hàng đơn ngâm lăng xê câu biển được nhá câu bờ thì thoải mái rồi rồi tôi nguyên vẹn cần mới về không có tháo chưa tháo này ra luôn nè thường thì các anh thấy em buộc dây chung thôi nhá buộc dây thun thôi chứ em không dán mấy này đâu rồi ngọn là 3.7 ly trọng lượng 518 g mã số 8 giá 500 rưỡi số 8 550 nghìn tiếp theo số 9 là một cây hê chi nữa nè Ê chi câu bè, câu tôm, câu mực. Đây. Câu bờ thì các anh câu những dòng cá cá chê, cá đô đó, nói chung là những dòng cá tầm tầm cỡ này. Đổ lại là ok. To hơn cũng được. Nói chung là do kỹ thuật người câu thôi nhá. Cái này có đi kèm cái túi ni lông. Đây, nó có ghi. Chiều dài của cần là 2m1, độ cứng một ngọn là 20 đến 40 là 30. Một ngọn là 40 đến 60 là 50 nhá. Rồi, thu gọn cần là 109 cm đây khuyên bát cần đều là khuyên bát Fuji luôn độ mới cao nha đây dàn khuyên Fuji loại sứ trắng bát gặp Fuji FS6 đây đấy ngọn đặt tháp sợi thủy tinh bên trên nha ngọn, ngọn thủy tinh cho mình nè đấy thủy tinh đặt hay chi ok căn này một ngọn 1.7 ly một ngọn 2.2 ly trọng lượng là 218g mã số 9 giá 400 số 9 400k quá tuyệt cho hai ngọn nha rồi mã số 10 là một cây hai ngọn luôn. Cái này một cây uh, cần dài. Nhưng mà nó có 3 khúc thì nó thu gọn ngắn hơn. Cái góc của nó sẽ to hơn uh, một tí nhé. Vừa tay nè. Rồi đây là một cây cần phíp 2m7. Cần BG hàng nội địa Nhật Bản. Có tem vàng. Đấy, cần nguyên vẹn luôn, có dây nè, dây này để buộc à. về luôn, em chưa tháo luôn nha. Bắt gặp Fuji FS7. Đấy, phôi phíp, tay cầm cuốn trị. Dàn khoen Fuji loại sứ trắng, bên trên thì ngọn đặt tháp cả hai cây đặt tháp nhá 2 7 một cây cứng tầm 30-50 một cây cứng tầm 50-40-60 nhá cũng vậy luôn cứng tầm đó cao nhất là 60 cho mình đánh không cứng không mềm cho mình nhá cái này ba khúc ba khúc và có hai ngọn này dàn đẹp thái luôn cũng chỉ chích keo ok Càng này một ngọn là 2 ly, một ngọn là 2.3 ly, trọng lượng tổng thể là 458 g, mã số 10 500. Số 10 500 000 nha. cần mã số 10 3 khúc. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Tiếp theo một cây một cái som nhá, một cái som này có chiều dài cần là 2m4, độ cứng 50 thuộc bạn China xuống Nhật. Cái này ngọn to lắm các nha, nhá, ngọn 3.2 ly ở ba 2 hai luôn, cái anh đánh bạo lực được cho cái này. thì bắt của nó là bắt quặng Fuji DBS tay cầm là cán mút, còn siêu chưa xé nè. bên dưới đế nè. có dây buộc bảo hiểm nè. so mét. cần so mét nhá. dạng khuyên cần là Fuji. Đấy. mấy cái keo của nó thì nó bị lợ lợ tí nhưng mà keo cho nó chắc lại là được nhá. hoặc là các anh cứ mang đi thích thích làm mới thì các anh cứ làm. đây khuyên đề ba còn đẹp luôn. alo còn nguyên. CB chống độ đầy đủ cứng 50 kha cái này là phôi FIFA carbon cho mình, ngọn 3.2 ly, trọng lượng 348 g mã 11 giá 500 rưỡi nhá, 11 550 nghìn, Đang nhật luôn. 12 sẽ là một cây cắm góc ạ, à. cần cắm góc ở đây sẽ là một cây có chiều dài 2 mét một nhá, dàn khoen của nó là dàn khoen fuji luôn ạ, à. đây một cây cắm góc rất đẹp, phôi carbon trắng italia, cần này có chiều dài 2 m một và được tải của nó là 100g đến 300g nha. Tại mồi á. Bắt vặn Fuji nè. tay cầm cái mút còn đẹp luôn. Dàn khuyên Fuji nha. Fuji. Sứ của nó là sứ Ancona. Ở bên trong. Cái sứ mài tròn hết. Kêu chị còn đẹp hết ạ. À. thằng này các anh đánh. Nếu mà đánh lu thì cánh đánh lu bạo lực nha. lu bạo lực. Còn các anh đánh dít biển thì cứ thoải mái. Tại mồi là 300 g nhá sẽ tại mồi 300 g đầu bộ Fuji cũng là Fuji Anconai luôn một cây cần cắm gốc ạ à. rồi cần này có ngọn là 2.5 ly trọng lượng là 273 g thì cái ngọn của nó em sẽ đo cái chiều dài thu gọn của cái ngọn nha cái ngọn thì nó đôi tầm là 1 mét 5 nhá 1 mét 5 mã số là 12 giá là 650 12 650 nghìn nhận hàng kiểm tra rồi tiếp theo sẽ là cần câu luôn mấy đứng nha đây một cây này có dàn khuyên Fuji luôn nè carbon nhá cái này là một cây quản hãng Wit Wit nhá Wit thì thường là xuất nhật hết cho mình nó thuộc bản China xuất nhật nhá chiều dài là một mét tám độ cứng là L anh nào câu L chơi cây này nhá nó ghi dấu gạch RE e giống như lu luôn nè <laughs> nhưng mà càng này càng luôn cả nhá luôn tay cầm cán mút đây dàn khuyên là khuyên uh, Fuji đấy kêu chị còn đẹp bắt quẩn hạn quyết càng phôi carbon nhá phôi xịn luôn xịn sò, đấy đấy alo này. nguyên bản hết nhá càng lua l nl một m tám độ mới cũng ok rồi quá đẹp rồi quá tuyệt nhá tổng là hai bốn năm khuyên và một đầu u cái này có thông số đâu không có nếu mà L thì nó rơi tầm là 14g nhái hơi thì nó cũng nhẹ tầm 10 g cho mình canh đánh lóc thoải mái nha đánh lóc dạng cảm giác cho mình ngọn là 1.9 ly trọng lượng 115 g mã 13 giá 400 đợi. 13 450 nghìn rồi 14 14 là một cái cần của hãng Suzumi cái này thích hợp canh dùng máy đứng luôn độ cứng của nó là ML nhá nó cứng hơn cái kia một tí lực tải cá của nó là lên đến là 56 kg ạ à. tay cầm cán mút đây bo chống nổ đầy đủ dàn khoen Fuji luôn nha bắt quặng cái này thích hợp cho các anh dùng mấy ngang à mấy ngang em xin lỗi nhá mấy ngang đấy khoen rất là sáng đẹp độ mới cần thì cao nữa độ mới rất cao nhá Suzumi Càng nhật cho mình cái này có ngọn 1.8 ly trọng được 100 g mã 14 giá của nó là 500 rưỡi 14 550 000 Suzumi nha rồi 15 15 cái này nó có hụt một tí nè có hụt một tí nha phôi của nó sẽ là phôi bên dưới cái góc là xoắn Cairo, còn bên trên là xoắn ít 2 da ngọn của nó là ngọn xoắn cho mình nhá rồi cái này thì nó đến từ hạng đai Daiwa đai Hoa, độ cứng uh, medium là m chiều dài của nó là một m tám nhá m tám cứng m thuộc bản việt nam xuất nhật cho mình ạ việt nam xuất nhật ở đây nó có mã cốt và có tem vàng bên dưới <laughs> Cái này uh, cần tay cò thì thích hợp cho các anh dùng mấy ngang. Nè, logo đây rất là đẹp. Bát ở đây nó quặn, bát quặn cho mình nhé, bát quặn và gỗ băng. <laughs> gỗ băng. Rồi, chiều dài hiện tại của nó sẽ là 1m83. Cái này em không biết nó có hộp hay không. Nhưng mà nó sẽ là 61 nhé. Ở đây em không biết nó có hộp hay không nè. Đấy, nó tới đây nó giống như nó cắt cái đi phần chỉ nó nhét lại cái cái cái, cái alo các anh Nó thì tình trạng nó như vậy nhưng mà dàn khuyên đều là dàn khuyên Fuji xích hết nhá đúng rồi Fuji hết nha cái này dàn khuyên Fuji hết đây đây bên dưới nè bo chống độ đầy đủ luôn đây qua nhá rồi cái này độ cứng M độ cứng cao thì tải mồi của nó sẽ là mát 21 g còn tải cần là gần 78 kg nhá ok nói chung là thăng nó còn nguyên hết rồi rồi Mã số là 15, giá của cần là 750.000, 15, 750 cho cây này, mấy nghe. <laughs> Rồi tiếp theo sẽ là cần ISO khen bé nha, cây này là một cây lóng ngắn nè, alo cây này là alo full xích luôn. Rồi, cái này chiều dài 39, 39 có tem vàng nha, nó là thuộc uh, Kinkoro. và tay cầm của nó đây, đế của nó còn nguyên nè, có dây buộc bảo hiểm, phôi càng là phôi bông sẵn. Bắt gặp Fuji Standard LS6. Ngoại hình nó như video nha. Như video các anh đang xem. Đấy. Nói chung là phôi không dập không gãy là ok. Giang khoen cần rất là nhiều khoen. Và khoen Fuji loại xứ xám. Alo là Fuji 6 nha. Bên trên có 4 khoen chạy. 4 khoen chạy cho cái này. Ngọn bên trên đầu ngọn là màu cam. Bên dưới là màu trắng. Bên trong là màu bạc trong lòng bạc đây cần đã sử dụng qua nó sẽ có vài điểm nó nhám đen nè nhám đen cái màu nước phôi đó các nhá cần này thì ra thẳng tắp cho mình rồi Đấy. nó sẽ có vài điểm nó nhám đen cho mình cái góc của nó nè góc nguyên luôn các nhá xước thì cũng có sước cần này độ cứng cao lắm các nhá độ cứng cây này thì nó phải rơi tầm là để em xem độ cứng nó nha nếu mà cho độ cứng cần máy đây iso đi thì nó cũng tầm là 4 trở lên rồi còn cần tay thì nó rất cứng cần tay nó tầm 67 h lẫn đó nha. cần tay khoảng chừng là 67 h lận so với cần tay nha. iso khen bé rồi ngõ 1.2 ly trọng lượng 228 g thu gọn 75,5 cm mã 16 giá là 600 16 600 nghìn rồi 17 17 là một cái 5m4 độ cứng là một cái này Olympic Kenturi đấy Olympic đế còn đẹp luôn ngoại hình độ mới cao bắt gặp Fuji stainless nha à, rất đẹp dàn khoen Fuji loại xíu xám Cần độ mới đẹp rồi những cây này thì em đều có nắp chụp đầy đủ cho các anh nha nên các anh cứ yên tâm về phần đầu có ba khiên chạy bên trên ngọn thì ngọn đặt tháp nha đặt tháp long phục cái này độ cứng là một độ mới cao rồi à. đẹp rồi à. nha. sáng bóng luôn độ mới rất đẹp sáng đẹp không xước cái nhá cái này là do ánh ánh đèn á Sước thì báo cho nó là xước nó không phải xước cái okay, đẹp <laughs> rồi Olympic cái này có ngọn 0.7 ly trọng lượng 195 gram mã 17 giá của nó là 700 rưỡi nhá 17 750 nghìn 18 tám là một cây cần cho các anh uh, sưu tầm nhé. Cái này cũng là ISO khen bé luôn ạ. À. Có đi kèm túi vải màu đen. Đây là một cây của hãng Nissin. Đây. Nissin nha. Căng nối đi Nhật Bản, chiều dài căng là 7m, độ cứng là 3. ISO khen bé nha, Pro Cwe, có tem vàng đầy đủ. Bắt gặp Fuji FS7 nè. Đấy, kêu chị gọn đẹp cho các anh sưu tầm. Đây. Đấy. Cái này có dàn khoen cần là Fuji loại xứ Sám luôn. Cái này góc to coi nha. Thì ngọn của nó là ngọn 1.6 ly ạ, à. ngọn 1.6 ly. Trọng lượng của nó là 524 g. 524 nha. Ở đây thì em gắn lại cho các anh sau, đẩy ra rồi vô nó xúc. Rồi, bên trên có ba khoen chạy và đầu bu của nó dính màu nước sơn màu vàng á, nhưng mà xứ mà đẹp hết nha, xứ bên trong đẹp hết. Đẹp rồi, nói chung là cần đẹp nha đầu bu không quan trọng gì ảnh hưởng nhiều đấy thôi ngọn là cấp bông sẵn càng 7m cứng 3 càng 7m là hiếm lắm ra nha ISO khen bé độ chiều dài cao độ cứng cao thì hiếm Cái này, dòng cần sưu tầm hạng nặng cho mình đấy dòng cá săn hàng theo kiểu à, cần chở máy ngọn 1.6 ly trọng lượng 524 g gốc của nó là 27.9 mã 18 giá 2 triệu 2 18 2 triệu 200k rồi 19 sẽ là những cái cần iso khen lớn nè đánh đơn đánh ngâm đánh năng xe cũng được nha câu xong câu xong câu dịch vụ cái này có chiều dài cần là 3 mét một cây EV EVD field hay nhật bại nhá cái này phôi cần là carbon để còn đẹp tay cầm rất đẹp Bắt Bách Quảng Fuji DBS và bạn China xuống Nhật có mặt cốt nha. Cần có bao nhiêu chiều dài 3 mét. dàn khuyên cần là dàn khuyên hạng Bên trên là hai khuyên chạy. Cái này có cái đầu bu là đầu bu Fuji nè các nhá, đầu bu Fuji sử được mài cho. Nó là ngọn màu bạc. Chiều dài 3 mét, độ cứng của nó khá ok. Phù hợp nha. Khi câu chuyên tập câu cũng được cứng phù hợp độ, độ cứng tầm 20 cần có ngọ 1.8 ly trọng lượng 215 g mã 19 giá 390 ạ à. 19 390 nghìn nha rồi tiếp theo ạ à, là một cái cần súp lọ nha đây súp lọ cái này có chiều dài cần là 4m5 cũng là bạn China xuất nhật luôn cần này phôi dày cho nhá phôi carbon và dày cho mình Ngọn 2.1 ly, trọng lượng là 471 g. Góc của nó là 26.6 nha. Bát gặp bát số 7 nè, gắn máy lớn được. Đấy, cây cần rất là lực luôn, 4.5. canh đánh bạc bại biển là ngon luôn nha. Có hai khuyên chạy bên trên. Ngọn dài, nước sơn là màu bạc. Độ cứng của nó thì rơi tầm là 25 các nha. rơi tầm 25. 25 là cứng rồi. Đánh săn hàng được rồi nha súp lợ. Cái này có ngọn 2.1 ly Trọng lượng 471 gram và 20 giá của cần là 700 nhá. 20 700 nghìn Tiếp đó là ISO khen lớn nha Nó không thuộc dòng súp lợ Bởi vì nó cứng dòng ISO Cái này dài 5m4 nha 5m4 thuộc hạng Olympic dòng Super Carbon Rod luôn nhá Ôi Super Carbon Rod Ở cái nước viền này là cái nước viền nó dán băng keo nha Dán băng keo cho mình Đấy, dán bằng keo qua thì tem vàng đầy đủ luôn nè phôi cần là phôi cấp bằng sắn bát quặng Fuji FPS 28 rồi tay cầm cuốn chỉ và cuốn dây may nhiều bên dưới để có dây buộc bảo hiểm để còn đẹp có khoen cục bảo hiểm nè đây rồi dàn khoen cần là Fuji loại sứ xám rất là đẹp rồi ok độ cứng của nó là độ cứng hiện tại là tầm 4 đến 5 nha cứng tầm 4 đến 5 có ba khoen chạy bên trên đấy ngọn rất là dài nha dài tôi cấp màu sẵn cho mình sẵn toàn thân ngoại hình thì sẽ có vài điểm nó sức li ti cái điểm bụi nó bụi bẩm đây ở đây là cái gì ở đây là cái phần trước uh, xước do cái người dùng họ làm á không biết họ làm cái gì làm cái trò gì đây nè mấy nhật đây hay <laughs> là xước cho người làm người dùng làm chứ không phải là sước cho sử dụng đâu Sước á đúng rồi sước nha nó, nó kiểu nó gặt gạch kẹt gạch á. Gạch để nó không lỗi lầm ở đây thì dính nó băng keo nha. À. cái này chùi ra được cả nha em sẽ bị sinh lại cái phần này sau rồi anh nào muốn xem hình kỹ hơn thì em sẽ trâu chùi em xem gửi cho các anh nha góc nó rất là đẹp ngọn của nó là 2.1 ly trọng lượng 544 g góc là 25.8 mã 21 giá là 790 000 21 nha, 790 càng nhật. <laughs> 22. Một cái carbon này, black này, chiều dài 5m4 nha, ISO khen lớn luôn. Đấy. Cái này thì các anh đánh uh, Lock lốc uh, truyền thống cũng được, đánh bát nha. Rồi, bát gặp, bát quặn nha, bát quặn. Cái 5m4 này có độ cứng đưa tầm là 4 năm luôn nha. Tay cầm được làm nhám nè, bát quặn khoen hạn dàn hạn và cái đầu bu của nó sẽ là đầu bu Fuji loại xíu xám có ba khuyên chạy bên trên đấy ba khuyên chạy luôn nhá càng này ra thẳng tốt cho mình nữa độ cứng bốn năm ngoại hình còn sáng đây có sẽ có vài điểm xước ở đây đấy, đây là điểm xước nhá còn cái này là ánh sáng nói chung là các anh muốn xem hình thì cứ báo em nhé đỡ khỏi mất công rồi sẽ có vài điểm xuất ở đây nhẹ nhẹ cái này có ngọn là 1.9 ly trọng lượng 430 g mà 22 giá của nó là rồi 22 giá 700 ra nha 22 700 nghìn 23 là càng lục nè càng này càng xúc có chiều dài 39 một cây sub dim carbon sub bộ dim carbon 39 nha 39 góc nhỏ thôi và bắt gặp Fuji FS7 còn nguyên hết khỏi cần hạ luôn rồi cái này để nguyên đi dàn khuyên cần là khuyên đề ba là khuyên Fuji khuyên gặp bên trên là khuyên hạng nói chung tất cả dàn khuyên sáng đẹp nha độ cứng cần là cứng 25 độ mới càng cao cái này độ mới rất cao nha rất cao bình lóng tư trong này. Trong trong thì nó sẽ có xước hạt cát thôi Đấy. cái này 39 cứng 25 ngọn 3 ly ngọn 3 ly trọng lượng 351 g mã số 23 giá 700 rưỡi 23 750 k anh nào câu lăng xe nè đánh săn hàng đánh cá lớn thì dùng cái này nhá những cái này cây đánh cá lớn mà cái tiếp theo nè cũng vậy luôn 39 cứng 25 cái này thuộc hãng quýt nha bắt gặp Fuji fs 7 kêu chỉ còn tốt thuộc hạng quýt đấy 39 độ cứng 25 cần carbon luôn dàn khuyên cần là Fuji loại sứ xám dàn khuyên Fuji hết à, bên trên thì nó bám nhẹ muối một tí xíu nhá về vệ sinh lại ngọn cần là ngọn carbon luôn ạ à. Đấy. Độ mới của cần thì nó sẽ có điểm xuất đây mặt trên không có này mặt dưới có này đây cái lóng thứ hai cũng có các anh nha nó sẽ có vài điểm xước ở cái phần điểm chống căng cho mình nước sơn còn bóng căn này có ngọn 2 ly trọng lượng 438 g mà 24 giá 700 24 700 nghìn tiếp theo sẽ là một cái cần câu tay nhật đây cái này có bo lại chị ở phần dưới tay nhé. cái này là người dùng họ bo bên em bo không có xấu được như vậy đâu <laughs> rồi cuốn chị và cuốn dây may các nha cuốn chị cuốn dây may. cái này có chiều dài cần là 6 x 3 cần ra rất là thẳng cái này ra rất thẳng có nắp chụp đi kèm đây ngọn càng ngọn nhỏ và ngọn đặt tháp cho mình nha alo này cái này ngọn đặt luôn đặt toàn toàn thân cái ngọn nha cái anh muốn thì các anh cứ cắt bớt đi cũng được cũng dài lắm cái này thì cần đa thẳng độ cứng nó rơi tầm là tầm 4 4.5 5.h nha 4.5 đến 5h cho mình độ mới cần cũng còn đẹp nữa không lỗi lầm Càng không lỗi lầm Đấy. và ngoại hình của nó sẽ có vài điểm xước ở lóng thứ ba này xước xước thôi Nói chung là đánh cụ theo năm tháng nha Nên đi đi kèm theo năm tháng cho mình Càng ra rất thẳng nha Nó kiểu nó giống vượt cứng gì đó Rồi Ngọn 0.8 ly trọng lượng là 262 gram Mã số 25 Giá càng là 870 nghìn 25 870 cho cây 6m3 này Rồi 26 Sẽ là một cây cán vượt Vẫn là cán vượt nha Vẫn còn hàng cho mình Hàng thanh lý luôn Chất lượng ok luôn cái cán vật carbon cho các anh dùng câu đài là dùng đài dùng đồ nhá chế đồ cái này cán vật hai mét bảy Phôi carbon có tổng cộng 3 lóng nhá các anh muốn dùng ngắn dùng dài cũng được các anh quặn ra thôi nhá gen của nó thì cố định sẽ là gen xấu các anh về các anh tự chế lại là được bỏ hai ba chục ra mà kêu người ta chế lại là được nhá cho phù hợp cái gen mình đang dùng cho cái mặt vợt cái này dài hai mét bảy trọng lượng 225 g giá là uh, mã 26 đúng là 26 giá là 239 000 nha và cái này thì em bao ship các 26 3 239 000 rồi tiếp đến 27 27 sẽ là cần câu tay cần câu tay tất cả những cái cần câu tay thanh lý nè thanh lý bởi công ty nha những cái này rất là nhiều anh thích rồi báo cá thì liên tục cái này là một cây 3, 48 độ cứng 5H nha, 5H. HVF Vitron X45 của Daiwa. Cái công nghệ á nha. Đấy. Bên dưới có cái tem. Đấy, như thường lệ em em lên thôi, anh nào chưa biết thì các anh xem nhá Em giới thiệu. Cái này thì có đạn ABS đầy đủ nha, có đạn ABS đầy đủ cho mình. Có cái nắp để đối trọng cho mình nè. Có lỗ thoát nước luôn nha. Ở đây có cái khoen cột dây bảo hiểm cho mình nè. Cầu đơn đài, cầu tự nhiên được nha Cần này 4m8 cứng 5H Jiu có nắp chụp đi kèm Ngón của cần thì alo xây 360 độ Cần thì nước sơn chủ đạo là màu đen Đầu lóng thì có vài điểm màu vàng tí Có viền vàng Đấy. Chủ đạo là màu đen hết Và cần ra rất là thẳng nha rất Nhẹ nữa, cái dòng cái dòng HVF này nó nhẹ các nha ngọn là 1.3 ly, trọng lượng là 150 g cho cây 48 này. Mã số là 27, giá là 390 000 27, 390. Rồi 28. 28 là một cây 5m4, độ cứng 5h nha. hay nó cũng giống cây 27 thôi. Đấy, em báo thông số cho các anh là được. Và giá, cái này ngọn 1.2 ly, trọng lượng là 189g. Mã số là 28, giá là 390 luôn. 54 với 48 bằng nhau bằng giá nha 390.000 rồi tiếp theo là một cây của FVF nha cái này thì độ cứng nó thấp hơn 7,2 m và độ cứng 4h nha anh nào muốn độ cứng thấp thì để cái này FVF 4 7,2 m cái công nghệ VF nha của cũng là chung chung hạng luôn nhưng mà phôi nó khác đi ít cross carbon design nha đấy 7 7 2 và độ cứng là 4h bên dưới nè cái nắp đít đối trọng nè đây thôi thì cũng có đạn ABS luôn nha đầy đủ hết cho mình thôi cũng khá là ok dày đẹp cho mình có đi kèm túi vải ạ à. căn này thì có giá trị là 600 rưỡi 7 mét 2 4h 600 rưỡi có semi chống nổ nha đây cái đầu lóng này là semi chống nổ màu đen nè alo xây 360 luôn chống sẵn dây ngọn quặng vậy cũng là cái phôi nhưng mà cái dòng khác tí cái nha cái đầu lóng thì có màu trắng đó. cũng có viền vàng luôn nước sơn phôi là màu đen bên trong đấy nó là như vậy thôi nha rồi ngọn là 1.3 ly trọng lượng 285g mà 29 giá là rưỡi 29 650.000. Rồi cuối cùng sẽ là một cây uh, càng khác nha. Càng này là một cây uh, 5.4. Có đi kèm túi vải đây. Cái này là một cây B BVLC. BVLC này nó công nó dai nhá dai. Độ cứng nó đưa tầm là 4 trở lên, 4H trở lên. chiều vi 6.1, 6.3. 6.3 nha. Đấy, BVLC. Để xem cái nắp đít có đổi trọng nè nặng nè và đây có đạn ABS nè nó không có sơn trắng nhưng mà cái đạn đây đạn ABS ở đây đấy tất cả các đạn ABS hết nha ok cái này có đi kèm túi vải luôn và giá cái này là 520 61 520 31 nha 30 chứ mà 30 Alo xây 360 nè. Alo này ở đây cái phần đầu này nó có keo nữa nha. Bạn có keo. Phần đầu dưới. Đầu lóng thì viền vàng. Viền vàng cho cái này. Cái này cứng khoảng tầm là 4 đến 5 nha. Cái này em ươm ướm chừng đó. Ưm chừng đó. Nó không có độ cứng đi sẵn. Có semi chống nổ bên trên đầu lóng luôn. Như nhau hết. Rồi. Cái BVLC này thì có ngọn 1.2 ly. Trọng lượng là. 240 g cho cây 6m3 này. Mã số 12 giá là 52 12 520 000 Và em xin à, em xin lỗi nhá, mã số 30 giá 520 nhé 30 mã cuối cùng. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. ủng hộ em một like và được đăng ký nhá. Chia sẻ giúp em ạ. À. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em, em sẽ ra. Anh nào đặt hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692 Em chúc anh đi cầu may mắn nha Xin chào tạm biệt các anh ạ